kính thưa quý vị ạ. Được về với đại gia đình của anh Sơn và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Thực sự hôm nay với một không khí cũng như là cảm ơn chị nhiều rất nhiều ạ. Em cảm ơn chị. Em một tấm nữa nhá. Rồi em cảm ơn rất là nhiều. Thực sự thì hôm nay về với gia đình là một bó hoa nữa. Cảm ơn em. Và thưa quý vị thì hôm nay được về với gia đình của anh Sơn rồi, cũng như là tất cả quý vị, cho phép người em chú Bin này sẽ phục vụ cho tất cả quý vị với một cái buổi tiệc thật là linh đình, cũng như là một cái không khí thật là tuyệt vời hơn thế nữa. Và ca khúc đầu tiên đó là ca khúc Mình Cưới Nhau Đi. Cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị. Vừa mới hát bài đầu tiên mà được nhiều hoa như thế này thì phải nói rằng là quá là tuyệt vời đối với một người nghệ sĩ, đúng không ạ? Thế nên là hôm nay cho phép người em Chu Bin này phục vụ tất cả quý vị bằng sự nhiệt tình nhất. Quý vị ăn thoải mái nhưng mà nhớ là phải uống thật nhiều. Hôm nay không say là không về, được không quý vị ơi? Ok, mới là một phần mở màn thôi.
sau đây là những cái bạn có thể nói rằng là hôm nay chúng ta sẽ phải lên tới nóc luôn quý vị ạ. Đó, thế nên quý vị cũng thích thấy nha. Ca khúc tiếp theo chúng ta cùng đến với ca khúc được mang tên Người Tình Mai Gia. Một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị được không ạ? Thank you. Không cần nhiều echo nha em. Như thế này ok rồi. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Và quý vị ơi, ca khúc vừa rồi thì không biết là quý vị đã cảm thấy nóng trong người chưa? Nóng chưa? Các anh trai cho em được hỏi là các anh trai đã say chưa? Say chưa? Ok. Em thấy là tất cả quý vị vẫn chưa đủ say đúng không ạ? Thế thì cho phép người em này vẫn tiếp tục cho tất cả quý vị với một những bản remix thật là sôi động để không khí chúng ta lại càng lúc càng vui hơn thế nữa. Và thưa quý vị thì đặc biệt là hôm nay Chị Bình từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra tới đây. Đây là một món quà từ chị Bình đến từ công ty cổ phần Vinacomin. Phải nói rằng là
hôm nay được về với gia đình của anh Sơn. Thì món quà của chị Bình muốn rằng là hôm nay hai gia đình cũng như là tất cả quý vị đến hôm nay phải thật vui và thật hạnh phúc. Thế nên là quý vị ơi, có thể cho chị Bình cũng như là công ty Vinacomin một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi? Cảm ơn chị Bình rất là nhiều đã đưa em về cùng với gia đình của anh Sơn. Và bây giờ một điều đặc biệt hơn để dành tặng cho tất cả quý vị là không biết chú rể đang đứng đâu à? Chú rể ơi, em đâu rồi à? Vâng, và bây giờ thì cho phép chú Bình sẽ mời chú rể lên sân khấu cùng hát với Bin ca khúc dành tặng cho con dâu, đó là ca khúc được mang tên Làm Vợ Anh Nhé, được không quý vị ơi? Một tràng pháo tay to hơn nào! Ok, bây giờ thì hai anh em mình sẽ cùng song ca Làm Vợ Anh Nhé. Bây giờ là chú rể hát trước hay là anh hát trước đây? Anh hát trước nha. Ok, lần đầu tiên song ca cùng với chú rể, hôm nay gặp hai cao thủ ở đây. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi bao nhiêu lối phong trần, đôi lúc anh mệt mỏi, đã có em kề bên, là người mang đến cho anh những tình cười. Hey. Em ơi là cần anh cười, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ dần hạnh phúc, để sớm mai tình dần, người đã bên anh. Lần đầu tiên chú Bin được song ca cùng với một chú rể rất là đẹp trai, cao to nhá. Thưa quý vị, hôm nay chú Bin gặp ngay cao thủ rồi. Không biết là tu trên núi nào xuống mà hát hay quá quý vị ơi. Quý vị thấy chú rể hát có được không ạ? À? Có hay không ạ? À? Dạ vâng. Thế bây giờ chú rể ơi, em có đôi lời nói với quý vị không? Là những cái lời mà gọi là lời vàng ý ngọc, lời văn thơ thì nó ở trong bài hát vừa rồi là cũng là lời em muốn gửi gắm đến Linh. Tuy nhiên là trong cuộc sống này thì em chỉ mong một điều duy nhất là khi Linh đã về đến với anh rồi thì anh mong là ngày nào chúng ta cũng được ngủ ngon. Vỗ tay thật lớn quý vị ơi! Dạ, yeah, thưa quý vị, một câu hay nhất trong đời luôn quý vị ạ. À. Dạ, yeah. Nói lên tình cảm yêu mến, phải nói rằng là tình thương, tình yêu mà dành cho cô gái này quá lớn đúng không quý vị? Và một lần nữa, chúng ta không quên một tràng pháo tay chúc phúc cho đôi vợ chồng đẻ này trăm năm hạnh phúc quý vị ơi! Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Không có gì nhiều, chúc cho hai em thật là hạnh phúc và sớm có cháu nha. À, cảm ơn anh ạ. Ok, và bây giờ nhường sân khấu lại cho anh và em có thể xuống dưới cùng với các cô các chú. Cảm ơn em rất nhiều. Yeah. Cho em gửi cái mic à? Rồi, bây giờ quý vị ơi, một cái không khí càng lúc càng vui hơn, một không khí càng lúc càng gần với nhau hơn. Yeah. Hết một lần nữa, bây giờ là cho em được hỏi là quý vị ơi! Nhỏ quá, quý vị ơi! Bây giờ mình quẩy tiếp không ạ? À? Quẩy tiếp không ạ? À? Ok, em ơi không cần echo, anh nói không cần echo, ok. Rồi, vậy thì bây giờ sau đây chúng ta sẽ cùng sôi động lên với một ca khúc được mang tên Em ơi 60 năm cuộc đời. Và nếu như mà có anh chị nào thuộc bài hát này có thể lên sân khấu cùng với chú Bin nhảy và hát cùng với Bin được không ạ? À? Có anh chị nào không ạ? À? Lên nhạc luôn em, lên nhạc luôn nào. Rồi, chú Bin xin phép hát ca khúc này sẽ bước xuống dưới với tất cả quý vị luôn.
ở dưới ai thuộc bài hát này hát cùng với chúng mình luôn nhá. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Em ơi, em ơi. Không khí quá tuyệt vời đúng không quý vị ơi? Yeah, em thấy quý vị lên lắm rồi đúng không ạ? Không biết là quý anh chị đã lên chưa? Cả nhà mình ơi! Cả nhà lên chưa? Yeah, em phải nói rằng là một không khí của đại gia đình của anh Sơn dành cho hai vợ chồng trẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự thì Chu Bin không có gì nhiều đâu. Chỉ bằng cái tấm chân tình này, bằng sự nhiệt tình này để mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ có một buổi tối thật là vui. Và bây giờ thì Chu Bin chia tay quý vị được chưa? Chia tay được chưa? Vẫn chưa? Nếu mà quý vị vẫn chưa cho em mà lùi sân khấu này, em ở lại em chơi tiếp với quý vị đến sáng luôn à? Đến sáng được không ạ? Quý vị có mệt không ạ? Đấy, ở dưới rồi, có mệt không ạ? Ok à, hay quá chị ơi. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ Chu Bin sẽ dành tặng cho tất cả quý vị cũng như là một cái bài hát này. Đây, bài hát này dành tặng cho những ai còn đang ế. Không biết ở đây còn ai còn đang ế không à? Có anh nào đang ế không à? Có anh nào chưa có gấu không à? Dạ. Bài này em xin dành tặng cho những ai mà còn đang ế nha. Đấy, bài này là
chuyển gấu đi chơi. Và hy vọng là ca khúc này tất cả quý vị sẽ cùng vui hết với mình nha quý vị ơi. Không say là không mơ. Vâng ạ, em cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Không khí như thế này mới thật sự là vui đúng không quý vị? Thế nên là cho em thở tí nha. Thưa quý vị, vừa hát vừa nhảy thì mệt lắm quý vị ạ. Mệt quá, thở như trâu rồi. Cho em thở tí nữa nha. Dạ vâng ạ. Bây giờ quý vị ơi, tiếp sức cho em bằng một ly rượu được không quý vị ơi? Được không ạ? Rượu đâu à? Chém một ly rượu à? Dạ vâng à. Em uống phát này các bác là đi 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 luôn nè.
Ôi hay quá. Vâng ạ, Hennessy không phải nước suối nha quý vị nhá. Vâng ạ. Bây giờ thì ly của cả nhà đâu ạ? Ly đâu đây đâu ạ? Chú vị muốn nhìn thấy ly của tất cả quý vị nhá. Chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3. Hết luôn nhá. Alo. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn đại gia đình của anh Sơn đã ủng hộ cho chú Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng phải nói cảm ơn chị Bình đã đưa chú Bình về với gia đình của anh Sơn. Và không có gì nhiều, chỉ chúc cho tất cả quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Xin được cảm ơn những tình cảm đến từ phía của tất cả quý vị dành tặng cho tiếng hát của nam ca sĩ Chu Bin. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những bản hòa tấu nhẹ nhàng đến từ ban nhạc của trung tâm tiệc cưới Gia Viên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.